Trận mưa dông kèm gió to tối qua đã khiến gần 40 cây xanh bị gãy đổ nghiêng trên các tuyến đường ở thành phố Hưng Yên. Một số đoạn đường có nhiều cây bị đổ bật gốc là khu vực Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên và đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ chợ gạo xuống tới dốc suối với khoảng 25 cây sấu bằng lăng bị đổ. Đường Bắc Đại học Phố Hiến có 11 cây bị đổ bị nghiêng. Đường Phạm Ngọc Thạch cũng có cây đổ khiến một số biển quảng cáo bị xô nghiêng. Các cây bị đổ hầu hết là cây to đã được trồng từ cách đây hàng chục năm. Ngay trong sáng nay 17 tháng 6, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đã huy động nhân lực tiến hành thu dọn và xử lý. Các cây đổ được cắt tỉa và chống chỉnh lại. Cây đổ gãy không có khả năng sống thì thu dọn. Dự kiến việc thu dọn cây xanh sẽ được tiến hành xong trong ngày 17 tháng 6, trả lại đường thông hè thoáng cho người dân thành phố.